Xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cường Hà Giang TV. Thì hôm nay chúng tôi đi theo đoàn cùng anh Nguyễn Tất Thắng lên trên nhà ông Mã Văn Vi để trao một số quà. Xin mời tất cả quý bác, anh chị và tất cả mọi người cùng đón xem video. Nếu thấy hay, bổ ích thì đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông bên cạnh để ủng hộ những anh em YouTube ở Hà Giang. Xin cảm ơn.
đường vào này của chú bác này. Cầm một thùng đây. Trưa nay là bọn con là các anh mua đồ ở đây rồi nấu ăn cơm với cả gia đình ở đây. Đấy là phong cảnh ở đây đẹp quá. Hộ con vào trong. Mang vào trong. Ông để ổ yếu. Thì trước khi mang vào thì cho anh được thay mặt ông Mã Văn Vi, ông không biết nói thì cho anh được thay mặt ông bà Mã Văn Vi được xin được cảm ơn. À, Nguyễn Tất Thắng cũng như là Đường Hà Giang rồi em Ước cũng như là Sùng An Hùng TV đã đến thăm ông. Thì xin mời anh em vào nhà nhé. Nhà ông cũng đi nhà anh đúng không? Ba đi ông, vào nhà. Mở đi đô ra giới thiệu với mọi người là đây là biệt phủ của tôi. Nhà. Yeah. Ấy mấy hôm con vào và con cả Cường Hà Giang vào thăm ông có một lần đấy. Nhưng không ông có ở nhà đâu. Ông đi đâu đấy? Hôm nay ông đi đâu? Nó lùa kinh rồi. Lên kia à? Lại lên kia. Anh Trường như đúng là các nhà ở trường. Cái thầy con bảo là đang nói chuyện chị Pha là con sẽ cố gắng tìm một cô một cô hợp với ông ấy. Một bà. Để chắc phải làm bạn với ông nhỉ? Chị ấy. Để an ủi ông không buồn lắm cũng lại đi vào chấm bạn. Là ông là có mỗi cái họp sắt này thôi. Ừ, họp sắt này cho nhà chuyên thì tốt hơn. Ông nhé, ông ít đi nhé. Ông ngồi đi. Ở đây là quà của em Nguyễn Tất Thắng cho ông nhá. Ba ơi. Tủ lạnh nó cũng cho mà. Này có đủ tiền để trả tiền điện cho ấy không? Tủ lạnh này có ăn điện không? Điện ở trong này thì nhà nghèo thì được hỗ trợ. Hỗ trợ tiền điện à? 900 đồng một cân hay sao thôi. 930 đồng ấy, nếu mà hộ nghèo. Lạnh này có bật đâu, nhưng không bật sao. Không bật rồi. À có đâu. Có cái gì đâu. Có. Đợt này là đỡ hơn đấy. Hôm trước thì anh vào anh bảo là không có gì trong tủ lạnh đâu. Tháo ra không tốn điện. Thế hôm nay này có rồi sao đấy? Có rồi, có hơi ấm rồi. À, có rau thì có rau. Này khá hơn rồi nhỉ? Ôi, đây, em trai đi đâu rồi nhỉ? Đang sang nhà Hoa Thắng. À, Thắng à? Ừ. Em ơi, em Nguyễn Tất Thắng ngồi uống nước với tiếng ấy không? Nói mấy câu thôi, ông là người Tây. Tí chắc là nhờ chị Va thì hiểu ngôn ngữ thì Tây thì Ước phải nói được mà. À, em Ước hỏi ông vài câu đi. Ước thử nói tiếng Tây nào. Tây ở Bắc Mê này, chẳng biết ông có biết nghe không? Ừ, nghe nói một vài câu nhé. Mấy cái nói nào? Chú, con hỏi cái gì? Nào? Cái hỏi gì anh phiên dịch cho bao nhiêu tuổi đấy? Thầy tiếng Tây, ông bao nhiêu tuổi, ông tên là Tây đây đấy. Vâng, đây là em Nguyễn Tất Thắng ạ. Nguyễn Tất Thắng đây hả? Giới thiệu em Nguyễn Tất Thắng, đây là chị Phan. Cũng một trong những ân nhân mà giúp ông Mã Văn Vi rất nhiều trong cuộc sống. Không thì không có ngôi nhà này. Vâng. Đó. Thế thì hôm nay cũng rất là hoan hỉ nhỉ. Em Thắng với cả tất cả anh em vào này thăm ông như này là tốt nhỉ. Cháu này là như Bắc Mê luôn. À, cháu này là người nhà cháu. Em Nguyễn Tất Thắng cho ông một bao gạo đây. Rồi mấy thùng mì tôm đây này. À, đi thay mặt gia đình đi. Dạ. Cảm ơn các em đi. Đang không phải đi làm thuê nhiều nữa nhỉ? Thuê làm gần suốt ngày. Mình nắm được không phàn phàn đấy. Đây, biết nói chuyện đấy. Ông miền. Chị cũng là người Tây à? Chị cũng người Tây. Rất tiền. Em là dân tộc Kinh.
kinh tế. À, anh được nghe một lần là Nguyễn Tất Thắng cũng ở Tuyên Quang. Vâng. Ở chỗ nào đấy? Yên Sơn, Tuyên Quang. Úi dồi ôi ạ, Đồng Hương rồi. Anh ơi, Chiêm Hóa. Anh ơi, Chiêm Hóa. Cắm điện nào mấy cái quạt này tăng bao lên. Yên Sơn em ở ngay thành phố chứ? Gần thành phố chứ? Đường đi Yên Bái. À, có nước. Ông bà Sừng có tâm sự gì không? À, ông bà ngoại vào à? Nhà bà nội cháu đang ở bên cạnh thôi. Ở nhà bác Thành có tí việc. Bà Vi đang ở nhà bên kia mà. Bà không nước nhé. Bà cứ sang, ông bà cứ sang nhà đi nhé. Mùi cháu nha. Thì... cái ngày mà cháu Thành, cháu đi chạy mồ côi về. Thế thì về thì cháu không biết đi đâu thì cháu lại mò lên nhà của chị. Thì xưa chị làm cái lều ở trên bó củng ấy. Chị nuôi cá ở đấy. Thế thì cháu Thành lên. Nên thì chị lại bảo thế cháu Thành ở đây thì vừa ở cùng gia đình vừa đi học buổi túc văn hóa cho nó học hết cấp 3. Thế thì buổi sáng thì cháu đi học, buổi chiều thì cháu về cháu chăn cá ở trên lều cho. Thế từ đấy thì là ngày xưa là ông này lang thang khắp nơi. Bị gần như là thần kinh ý, sau khi vợ mất là gần như thần kinh mất trí, đi lang thang khắp nơi, không có nhà, có cửa. Thế sau đó thì đến năm 12 thì anh chị lại chuyển về đây làm vườn đây. Thì cháu Thành lại về ở cùng được 2-3 năm thì cháu Thành xây dựng gia đình. Thì sau đó là chị làm cho cái nhà này là làm từ đằng sau nhà chị kia. Sau đó là lại chuyển cái nhà này về bên này cho. Đấy. Như này thì là điều xuất hiện cuộc sống thì hiện giờ đang là cơ bản rồi gì nữa. Nên là chị và chị giúp đỡ rất nhiều rồi gì nữa. Bây giờ là ổn đấy. Trong nhà những cái vật dụng như này là nếu để mấy hộ nghèo là quá tốt rồi. Chú Trung bệnh viện về thăm này, chú Chiến về, chú Long về thăm ông. Thì chú bạn về thăm là anh em là họ biết là họ cho cái nọ cái kia video để cho bát cho đĩa này mà họ mới cho thôi. Vâng. Người thì cho cái quạt, người thì cho dao, người thì dường cho cốc đĩa bát là toàn đồ đẹp. Tủ lạnh cũng cho, tivi cũng cho, tủ lạnh này đấy đủ hết rồi đâu. Đấy bây giờ là cứ một hôm vào lại khác đi là chị. Bát đũa. Bây giờ họ biết là cứ tuần họ vào là họ cho cái nọ cái kia xuống. Là ông cũng đỡ tí. Đợt nọ thì cũng rột nát áp. Không tài thì nó vẫn quay được nhưng mà nó không như ý. Đây chỉ còn mỗi là cái vách nhà thôi. Đây là mấy cái khung này cũng yếu rồi chú. Chúng đang lo là mưa lũ lên đây thì cũng hơi lo chú. Đây là giáp suối. Giáp suối mà. Không có đất thì ông không có đất. Ông này không được minh mẫn mấy đâu. À, ai gọi đi là đi hộ cả ngày. Nhưng anh con trai kia là có vợ rồi gì? Có vợ đấy. Có vợ một con nhỉ? Thì nhỉ? Một con. Mất 2-3 đứa con. Thế à? Nó còn lấy xuống một con nữa đấy. Thành à? Con nữa. Đi xem khiên đúng nước lên. Nước có rồi. 10 giờ. Tí nữa có quả chanh không nhỉ? Bóp quả chanh vào làm luôn. Lâu không? Rồi là sang bên nhà cô Va một chút nhé mọi người nhé. Cái cầu này chắc hơn cái cầu hôm qua đi anh Thắng nhá. Bà con ở khu ngoài kia thì đang cấy lúa quý vị. Hiện tại cửa Hà Giang đang đứng ở trên cầu. UV quý vị. Ba. Đấy nhìn ông cụ đi thế này mọi người, khập khiễng rồi. Vừa đi qua trên một cái cầu. Đã sang nhà cô Va. Đây là chậu hoa. Đây là hoa gì anh Thắng nhờ? Anh Thắng, anh biết hoa này hoa gì không? Anh không biết hoa đâu.
Rất đẹp luôn. Sai đất. Hoa sai đất. Hoa kia hoa dâm và mùi. Hoa dâm bụt đây thì có nhiều rồi. Thích chỗ nào đẹp thì coi con. Nước núi rồi làm gì? Ở phong cảnh nhà nhà cô Ba thì có rất là nhiều loại hoa. Có một loại phong lan kia nhá, một mét dưới, một mét sáu, một giò kia. Một mét vàng kia. Một giò mét sáu, một mét giò mét dưới. Cái này chưa có hoa. Còn phong lan rất là dài luôn quý vị. Rất dài. Em làm phòng văn hóa thành phố. Trước chị cũng làm trưởng phòng văn hóa huyện đấy. Thế à? Trước chị là trưởng phòng văn hóa huyện. Đấy, thằng ông nước ấy. Ở khu bên này cũng có mấy cây phong lan nữa này các bạn này. À, phong lan vàng. Cái loại này thì có nhiều hơn. Vàng và tím luôn. Em chào nhá. Vâng ạ. Em quay đoạn con khỉ này tí. Con có ngoan nhỉ. Nào, không có gì rồi. Tôm, một hộp, tôm. Để con nó đi ra ngoài. Vâng. Con anh nuôi lâu chưa? Con này đang kiểu bạn. À. Lại con nuôi lâu, nó nuôi được bé rồi. Bạn đang để to mà. Thế là ngoan rồi. Bé nó đang lấy về nuôi rồi. Ô, một số đi. Khỉ rất đẹp này. Ô, một số đi. Một số, đây thì hôm nay đến nhà chú gì nhỉ, chú Mã Văn Vi thì có anh Trường làm đầu bếp luôn này. Đây là nhà ông chú ở trên gần nơi mình công tác. Em về lâu chưa? Cái này là làm nhân tiết canh anh. Đánh lại hay là đánh dạng kiểu trong miền Nam thẳng lấy lòng đánh luôn. Thường ở ngoài Bắc mình là hay băm cổ cánh. Nhưng mà hôm nay mình làm lòng mề thôi nhỉ? Miền Nam. Là kiểu ở trong miền Nam. Cái gì đây? Cho anh em đây. Đây đây, ông cứ để đây. Ông để đây. Vâng, ok. Ông ơi! Làm kế. Ông, bắt tay ông này. Lâu gặp ông rồi. Sau này ông mặc bộ đồ rất là đẹp. Ông đang muốn kiếm vợ. Hèn chi. Chị Ba bảo là ông cũng muốn lấy vợ đấy. Ông đang thích lấy vợ đấy. Thế ông có định lấy vợ không để con làm ai nào? Ông em không? Em nói cho ông hiểu đi. Để các ông em vào luôn. Có bát rồi nhá. Ra là có tiết nhiều nhưng mà đánh có bát cho đẹp. Lấy thì lấy à? Cho nó con bướm à? 6 mấy tuổi rồi liệu thì ông có ở được không? Đây gọi là bát bướm luôn. Đấy, bát bướm. Nhưng mà lấy vợ trẻ hay là vợ già? Ông biết kệ ông biết on nè. Non rồi. Dạ, lấy non, lấy non, lấy non. Lấy trẻ á? Không được. Như vậy là đua lệch ông ạ. Mà tuổi trẻ thì lại là thiếu kinh nghiệm. Như vậy là không tốt cho ông. Ông bây giờ cũng là 6 mấy tuổi rồi. Tuổi già sức yếu thôi, lấy người vừa bằng tuổi mình đi. Gọi là về chia sẻ, giúp ông gọi là tương thân tương ái trong cuộc sống thôi. Có ông có bà thôi. Ông đừng lấy người trẻ quá nhá. Rồi, tiếp theo hôm nay con lưu ý, con sẽ tìm mai mối cho ông. Ông có mà em. Xin chào em bước nhá. Quý vị nhìn hình ảnh em bước chắc là mọi người sẽ nhận ra. Kênh của em tên đầy đủ cho anh biết nhỉ? Tài TV anh ạ. Tài TV à? Thì nói thật là Long cũng không vào xem nhưng mà thật sự là cũng ít
tiết là nó không có thời gian mấy anh muối rồi nên là mình chỉ cầm chín rất là hoan hỉ được gặp em ước tại mấy anh đâu Mã Ân Vi. Mấy anh đâu em đã đến thăm thăm ông đó. Cảm ơn em rất nhiều, chúc em trong cuộc sống thật nhiều sức khỏe nhé. Để ít thôi anh ạ. Tiếp tục cống hiến nhiều nó ngọt. Những cái sự là ngọt quá thì giòn xương ấy. Khó khăn trong tỉnh Hải Dương chúng ta. Và chúc nhé. Đấy, giống kiểu thanh chém. Đây thanh thái à? Thanh chém. Mình hậu duệ thanh chém à. Vị này đúng vị ngon nha nhỉ. Bản mới. Quá tuyệt vời luôn. Chính hiệu vịt làng đấy, vịt bầu ấy. Giờ chuẩn bị ăn cơm rồi bác ạ. 12 giờ rồi. Chủ nhân em bữa tiệc đấy. Lịch trình tiếp theo. Ai mua rượu thì tìm với ông đâu nhỉ? Bà ba về đây. Đây. Thắng ngồi gần chị. Ông ơi. Ba ông ạ. Đây phải lấy số. Đây chị ba đây. Sao chói quá. Chói nhỉ. Gặp đúng văn đó. Chị ba em bây giờ em phải thấy là phục chị đấy. Nhưng giỏi kinh tế mà lại khéo ăn thôi. Rồi hiện tại mình và tất cả anh em trong đây chuẩn bị ăn cơm. Nên là mời tất cả quý bác cùng ăn cơm. Viên cũ. À đây là xôi ấy nhỉ? Xôi lá diềm. Xôi lá diềm ở trong bản nhá. Đây diềm lấy vào bát. Trong một quá trình thì gia đình cũng quen biết bác Mã Văn Vi thì gia đình tôi cũng có hỗ trợ một phần ít ỏi thôi. Hàng ngày ví dụ như là bác hết gạo hoặc là bác hết rau thì cũng gia đình tôi cũng thỉnh thoảng cũng đưa cho bác một chút. Thế còn cái nhà túp lều này ngày xưa thì gia đình tôi cũng được giúp bác để bác có nơi ẩn trú hàng ngày. Thế thì hôm nay thì được các em, các cháu, các chú về đây thăm và đồng thời là đã có một tấm lòng mang quà, mang cáp, mang gạo, mì tôm. Đặc biệt là tổ chức một bữa cơm ở đây để ông Vi ngày hôm nay là ngày tuyệt đẹp nhất. Từ xưa đến nay ông Vi không được ăn đá kho, không có thịt, vịt luộc ngon như hôm nay. Thì hôm nay ông Vi được các chú, các em, rồi thì các cháu đã về đây tổ chức cơm như thế này. Thì với một cái tình cảm tôi cũng là anh em hàng xóm ở đây, cũng gọi là con cháu đi, hàng xóm ở đây thì cũng cảm ơn chú Thắng, cảm ơn chú Long. Rồi thì các chú ở đây thì cũng chưa biết hết tên thì mong rằng là từ ngày hôm nay trở đi thì mong các chú, các cháu thì tiếp tục giúp đỡ bác Vi để tu sửa. Bác Vi có một cái nhà sau này nhà cũng nữa rồi, chỗ ngủ của bác cũng sẽ nó yên ấm hơn một chút. Và cũng xin được cảm ơn và chúc sức khỏe chú Thắng cùng anh em trong đoàn có sức khỏe, hạnh phúc và tới tiến tới thì thành công. Chiến thắng thì chiến trường tỉnh Hải Giang của mình. Giúp đỡ được nhiều hộ gia đình đặc biệt khó khăn nhé. Đây các cháu. Cái mời ông nhá. Ngồi xuống ăn cơm đi ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Cháu mời cô. Anh Thắng ơi. Cũng vui nào có lúc tan thì Cường xin khép lại video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bác, anh chị và tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Thế bây giờ con sang chị ba tí nè. Sang nhà chị uống nước em.